Còn tí xíu hành, tiêu, nước mắm, đây là hành phi. Giờ mình nêm cháo ăn. Còn món gì vậy? Cháo trắng rồi bỏ mấy cái đồ vô ăn. Cháo hào. Cháo hào. Là mình nêm xong rồi bỏ hào vô. Rồi trứng thì khi nào ăn thì đập ra mỗi người một quả. Xong rồi hai con chắc ăn tô ha. Cháo tô với trứng ăn hôm qua được không? Không, vậy là bút trước không? Cậu quan hồi bối mẹ. Còn mỗi người mấy trứng được ta? Ba bị mời số 17. Quá. Sao con đặt số 22 nè? Hồi nãy có số 17 chứ. Cháu lúc nãy thêm bỏ muối với lại bỏ bột nêm. Nó hơi nhạt nhưng mà chắc mời mọi người ăn thêm bỏ nước mắm. Bỏ hành ngò vô nè. Em cái tèn nó cũng có màu sắc luôn thơm. Bỏ tiêu. Cháo hơi đặc hả? Không, không đặc đâu. Bỏ hào, hết hào vô nè. Muốn mà tươi quá. Thêm cái tên. Có một hào lớn lên. Món này ăn mấy người? Nè, ăn mát đủ dinh dưỡng luôn, ngủ khỏi đội nón luôn. Hào nhiều lắm. Con nhỏ này quá trời con. Không biết bao nhiêu con luôn, nhiều lắm luôn. Nửa ký là 75.000. Thì nếu bao lâu thì ăn được? Chín rồi, vậy là chín rồi nè. Nó sôi nè, sôi vậy là chín rồi. Hào bật tải sôi. Hào ăn sống được rồi. Còn cái có ngoài ra còn ăn rau gì nữa không ta? Cái rau này có phải bỏ vô luôn không? Không, cái này phải múc ra hai tô với hai đứa nhỏ. Không được ra hành phi con nóng nè. Mẹ có hành phi đang không phải bỏ vô cháo nha. Cái này bỏ vô sau hả? Rau bỏ cái vô sau? Bỏ vô sau, em với anh ăn thôi để múc hai tô cho hai đứa nhỏ cái. Làm tô ai trước? Tô bố mẹ trước ơi, bố mẹ trước. Một quả trứng đúng không? Thấy chưa? Cô bảo đừng có làm bể, mày không biết mất tiêu cái trứng à? Nó lọt ra nè, phải để vô cái chảo chứ. Không con cái gì nữa. Ấy gì đâu, mắt của bố mẹ cho bố con rồi xong múc trứng ra thôi. Nó đồng nè, mình ăn được cháy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kỳ này là phải ăn thêm rau ấy nha mới được nha nha. Rồi gái thử cái trứng này. Trứng này sợ nóng quá. Cái đó thì nó chín rồi. Chín không? Chín chưa? Thử cái lòng đỏ coi. Rồi thôi giờ phải tới mình thôi chứ trời ơi nãy giờ nó làm cho mỗi 3-4 tô rồi. Mỗi tô này 20 ngàn tô nha.
Thôi thử miếng coi, tô chất lượng nè. Chén chất lượng nè. Đó. Thơm. Thôi miếng răng thử cái hào ra. Ngon, ngọt lên. Có cái trứng nó cũng ngon. Hãy làm gì làm cái thử một cái nước đắng này. Khổ qua. Cho khổ nó qua. Ngon. Ăn giòn giòn này là ngon không? Đắng không? Ngon. Ăn giòn giòn này mới ngon á. Giòn giòn này hơi ăn đắng. Nó có nhuyễn nhuyễn á. Muốn mẹ múc ra trứng này không? Dạ. Mấy thế mà lạc lạc á. Mày chơi thêm một miếng không? Mắm. Ờ đúng rồi, múc cái trứng này cho nó thơm. Cái đặc trứng. Nhưng phải có miếng ổ qua nữa cho nó ngon. Đi đâu hết rồi? Mồm. Thế là trứng đặc biệt. Trứng này 25 nè. Mời chờ nha, tới lượt nha. Nó ngon lắm. Mắm hả? Mắm được không? Chưa ăn nhẹ nhàng gì được hả? Thằng đấy mình thích lắm. Mày ăn cái gì? Mình ăn một cọng này ăn sống luôn. Mình thắng luôn không? Tôi là sống luôn á. Đúng. Ăn sống vậy miếng không đắng á. Miếng ăn nữa. Mẹ bỏ ra gì để xíu. Chén còn đâu mà. Nhiều bằng ngưng. Ui, năm. Nhiều bằng ngưng như con là ít bằng ngưng. Sao con ăn chứ? Thêm bổ qua vô, ăn cho nó mát người. Hồi nãy tụi nhỏ ăn không được, bây giờ người lớn ăn không? Ăn cho nó mát không? Có hết rồi nè. Nhiều lắm. Hả? Ăn chán rồi thì ăn bổ qua đâu. Nhiều lắm. Rồi cho thêm cái trứng nữa, ghé ơi. Làm thử cái này nha. Có phải lửa hào nha. Hào luôn. Làm những cái lòng trắng nó không có chín đâu nha. Nếu vậy bữa làm vậy ba con hào. Ăn lòng đỏ thôi. Ồ, ăn sống trứng luôn. Em đó, bây giờ tôi đặc biệt hơn nữa nè. Tôi là cuối cùng á. Chất bao nhiêu chất ngọt của bốn cái trứng lắng động cộng với hào, thấy không? Ổ qua ngọt ngay luôn. Cái này lại trị bệnh cảm và bổ sung dinh dưỡng đi, ăn cho Sài Gòn nó vực dậy nha, lành bệnh và hết cảm nha Sài Gòn ơi. Cháo hào ổ qua. Cháo hào mà khổ phải quá. Rồi món sắp tới là món gì rồi hả? Ngày ăn trưa nha. Hồi sáng mình mới ăn thịt bò phải không? À, ăn bánh tráng là trưa là phải ăn nhẹ nhàng rồi. Tối là ăn phải nghèo khổ luôn. Đúng công thức luôn. Ok rồi thôi. Tạm biệt. Hẹn món kế tiếp. Ngon không? Còn anh cứ nghe tiếng xe cứu thương không á. Thật là đau lòng quá. Con biến hào quên nó không thấy rồi. Dạ. Hào nó teo một chút xíu à. Con heo á, để mua bao nhiêu con á. Không biết bao nhiêu con nữa. Con nghe bọc được nhiều lắm. Ngon không? Nó đang nướng thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái chén này là mấy nhồi nữa mà. Bố chắc là cái lòng trắng nó chín không vậy? Chắc chắn luôn, dày mong chín nè. Bố ăn cái lòng đỏ xong rồi bố nấu lại lòng trắng đi, ghê quá. Thử cái lòng đỏ coi sao nè. Đó, bút cái lòng đỏ thôi. Ngon quá trời luôn. Mềm mà đúng không? Mềm. Không có số không? Quá tuyệt vời. Có số nhiều không? Hào nữa.